tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên xét xử tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, luật sư cho rằng ngày 13 tháng 4 năm 2022, ông Rút Tin Chiêu, đại diện tập đoàn CK Asset Holding Limited, tập đoàn đầu tư lớn ở Hồng Kông, Trung Quốc trong lĩnh vực bất động sản do tỷ phú Lý Gia Thành sáng lập, và ông Lee Hao, đại diện tập đoàn Oric Nhật Bản, và Trương Mỹ Lan, Trương Nguyễn Vân có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, hai tập đoàn này bày tỏ mong muốn tìm cơ hội đầu tư vào thành phố. Hồ Chí Minh. Sau khi nghe tin bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ngày 27 tháng 3 ông tin Chiu viết thư gửi Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ những tình cảm tốt đẹp dành cho bà Trương Mỹ Lan và tạo điều kiện đàm phán để đầu tư các dự án của bà Lan. Tuy nhiên chủ tọa cho biết văn bản này chưa được hợp pháp hóa, lãnh sự theo quy định nên hội đồng xét xử không xem xét và nhắc nhở luật sư của bị cáo Trương Mỹ Lan không đề cập đến lá thư này tránh để hiểu nhầm, truyền thông sai. Về tranh luận xoay quanh việc định giá dự án mũi đèn đỏ, phiên kiểm sát đánh giá các luật sư đưa chứng thư thẩm định của công ty Savin là không phù hợp vì chứng thư này thẩm định tài sản hình thành trong tương lai. Giá trị của mũi đèn đỏ trong chứng thư của Savin là hơn 180.000 tỷ. Tháng 8 năm 2020, công ty cổ phần thẩm định giá Thiên Phú thẩm định mũi đèn đỏ là 151.000 tỷ, ngoài ra tháng 6 năm 2021, công ty cổ phần giám định và thẩm định tài sản Việt Nam VAE định giá mũi đèn đỏ 168.000 tỷ. Tuy nhiên theo luật sư, giá trị thật của mũi đèn đỏ nếu không bị nâng khống là khoảng 125.000 tỷ, cả 3 doanh nghiệp thẩm định giá mũi đèn đỏ đều gấp 6 đến 9 lần giá trị thẩm định giá của Hoàng Quân với mong muốn khắc phục hậu quả, gia đình bị cáo Lan đã liên hệ với quỹ đầu tư và quản lý tài sản hàng đầu châu Á. Bên cạnh đó, với mong muốn được đề xuất giải pháp toàn diện liên quan đến SCB, bị cáo Lan mong muốn liên kết nhà đầu tư trên toàn cầu. Bà Trương Mỹ Lan tin tưởng sự quan tâm của các quỹ đầu tư nước ngoài cho việc phát triển các dự án của Vạn Thịnh Phát. Trước đó trong phần luận tội, viện kiểm sát nhấn mạnh cách thức Trương Mỹ Lan không phải cho mượn tài sản mà đưa tài sản vào để nhằm rút tiền, chiếm đoạt tiền của SCB. Theo luật sư Phan Trung Hoài, tại tòa, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc SCB, xác nhận gần như toàn bộ tài sản của Trương Mỹ Lan và gia đình đều nằm ở SCB để bảo đảm cho hàng ngàn khoản vay. Để làm rõ việc đưa tài sản vào là có phương thức thủ đoạn phạm tội hay không, luật sư chỉ ra một số nội dung chứng minh Trương Mỹ Lan được chính phủ vận động để cam kết đưa tài sản vào để tái cơ cấu hợp nhất ba ngân hàng. Luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét diễn biến mới liên quan tới một số dự án và tài sản được hội đồng xét xử thẩm tra công khai tại tòa. Trong số 13 tài sản gia đình tự nguyện cam kết khắc phục có tòa nhà Capital Place 29 Liễu Giai Hà Nội, đại diện bốn ngân hàng nước ngoài không đồng ý chuyển nhượng tòa nhà này do còn dư nợ của hai ngân hàng HSBC và OCBC Bank Singapore. Bên cạnh đó, có hai công ty cam kết hoàn trả cho Trương Mỹ Lan hơn 2.700 tỷ đồng, đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án, luật sư đề nghị hội đồng xét xử, viện kiểm sát ghi nhận. Trong phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát tại tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phần tranh luận, luật sư Giang Hồng Thanh bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, đã đề nghị hội đồng xét xử đánh giá lại hành vi của thân chủ luật sư thanh cũng cho rằng cần xác định lại số tiền thiệt hại của vụ án luật sư cho rằng bà trương mỹ lan là một khách hàng lớn của ngân hàng scb các khoản vay giải ngân đều có tài sản đảm bảo hơn nữa chưa có báo cáo nào về việc bà lan không trả lãi cho scb cũng như chưa có báo cáo nào thể hiện người dân muốn rút gốc và lãi khi đến hạn tại scb mà không được Luật sư Thanh cho rằng bà Lan đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi, trong đó có hai vấn đề chính, chịu trách nhiệm với khoản vay không liên quan và giá trị tài sản đảm bảo của bà Lan bị định giá xuống thấp. Ngoài ra, để chứng minh cho quan điểm bà Lan là con người có bản chất tốt đẹp, luật sư bảo chữa đưa ra tấm hình của một người lao động cho biết ông này cùng nhiều người khác đã nói họ rất mang ơn bà Lan. Luật sư nói con người như vậy có cần loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội. Tôi hy vọng hội đồng xét xử sẽ xem xét để đưa ra câu trả lời nhân văn. Trước đó, tại phiên xét xử chiều hôm 1 tháng 4, sau khi nghe ý kiến tranh luận của đại diện Viện Kiểm sát, luật sư Phan Trung Hoài bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan đã trình bày thêm một số vấn đề mới phát sinh trong vụ án. Về nhận thức và cam kết tự nguyện của bà Lan về hướng xử lý tài sản nằm ngoài danh mục kê biên nhằm khắc phục hậu quả vụ án, luật sư Hoài cho rằng bà Lan vẫn luôn sẵn sàng có những đề xuất các hướng xử lý tài sản. Trong đó, tòa nhà Capital Place 29 Liễu Giai thành phố Hà Nội cùng việc xuất hiện bốn ngân hàng nước ngoài cho rằng bà Lan không có quyền bán vì đang bảo đảm khoản vay có thời điểm đáo hạn trả nợ là ngày 30 tháng 4 sắp đến. Luật sư cho rằng ý kiến của bốn ngân hàng trên là phù hợp với ý kiến của bà Lan khi làm việc với các luật sư và con gái. Theo đó, bà Lan đề nghị các bên liên quan tìm kiếm các đối tác nhằm có được giá chuyển nhượng tốt nhất. Bên cạnh việc thanh toán khoản nợ tại ngân hàng nước ngoài, số còn lại hoàn trả ba gói trái phiếu Secha, Quang Thuận 2018 và Sunny World cũng theo luật sư với mong muốn khắc phục hậu quả nếu có một cách hiệu quả, gia đình bà Trương Mỹ Lan đã trao đổi và giao cho quỹ đầu tư Vantage Point đề xuất một giải pháp toàn diện cho các tài sản liên quan đến SCB. Gia đình bà Lan cũng xin đề xuất tương tự cho việc bán chuyển nhượng phát triển đối với các dự án đang được thế chấp tại SCB. Gia đình bà Lan cho rằng cần một giải pháp dài hạn để tối ưu hóa tiềm năng tăng giá đáng kể của các dự án. Lợi dụng danh nghĩa báo chí, Nam và Thành đã gây sức ép đe dọa để cưỡng đoạt tài sản của một số doanh nghiệp ở Hà Tĩnh với số tiền gần 100 triệu đồng. Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Gia Thành và Đặng Hải Nam, phóng viên của hai tờ tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam và chuyên trang giao thông kết nối, đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh về tội cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, từ nguồn tin tố giác của người dân cung cấp, vào ngày 27 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Hương Khê phát hiện bắt quả tang Phạm Gia Thành, sinh năm 1993, chú xã Nam Điền, huyện Thạch Hà và Đặng Hải Nam, sinh năm 1981, chú phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, khi cả hai đang có hành vi lợi dụng hoạt động báo chí cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp với số tiền 10 triệu đồng tại quán cà phê nằm trên địa bàn thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê cơ quan điều tra xác định thành và nam đã lợi dụng hoạt động báo chí để tìm hiểu những vấn đề được cho là sai phạm của các cơ quan tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh hà tĩnh khi có thông tin thành và nam liên lạc với các đơn vị cá nhân đó nhằm gây sức ép đe dọa sẽ viết bài đăng báo hoặc phản ánh đến cơ quan chức năng do sợ bị ảnh hưởng đến uy tín danh dự gặp khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh một số cơ quan tổ chức cá nhân đã gặp đưa tiền cho thành và nam số tiền chiếm đoạt được Thành và Nam sẽ chia đôi. Cơ quan điều tra cáo buộc từ tháng 12 năm 2023 đến ngày 27 tháng 3 năm 2024, Phạm Gia Thành và Đặng Hải Nam đã chiếm đoạt gần 100 triệu đồng của 6 cá nhân thuộc các đơn vị đang thi công công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây, theo nguồn tin cho biết, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai về vụ việc anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tử vong khi làm việc với công an huyện Long Thành. Liên quan đến vụ án, trước đó công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với đại úy Thái Thanh Thương, cán bộ điều tra, phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an huyện Long Thành. Đại úy Thương là người trực tiếp làm việc với anh Vũ Minh Đức để tiếp tục làm rõ vụ việc trên. Liên quan đến vụ việc trên, theo giấy báo tử của bệnh viện Trợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân anh Đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não, sau ngưng tim, suy thận cấp, tổn thương thận cấp, suy gan cấp, tổn thương gan cấp, tổn thương phần mềm đùi phải trái. Trước đó ngày 22 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Thành đã triệu tập anh Đức đến trụ sở làm việc vì có liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng, anh Đức cùng một người bạn đến làm việc với cán bộ điều tra. Đầu giờ chiều cùng ngày, anh Đức ngất xỉu nên được các cán bộ công an đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó anh Đức được chuyển lên bệnh viện Trợ Rẫy để điều trị. Theo gia đình nạn nhân, chiều cùng ngày gia đình mới nhận được thông tin về việc anh Đức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến khuya 22 tháng 3, anh Đức được bệnh viện Trợ Rẫy thông báo tử vong. Đến ngày 23 tháng 3 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y Quốc gia giám định nguyên nhân chết của anh Đức. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Mới đây, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai xác nhận bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch vừa có đơn xin nghỉ phép năm. Bà Nguyễn Thị Giang Hương là người nghi bị đối tượng xấu sử dụng mạng công nghệ cao lừa hơn 170 tỷ đồng gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua. Vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai này cho hay, Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch đã phân công ông Nguyễn Thế Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch, phụ trách khối quy hoạch xây dựng, tạm thời thay mặt giải quyết điều hành công việc thay cho bà Hương trong thời gian nghỉ phép theo thẩm quyền. Một lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng xác nhận đã đồng ý cho bà Hương xin nghỉ phép năm để có thời gian giải trình. Trước đó, ngày 22 tháng 3, một lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xác nhận với phóng viên, lực lượng công an tỉnh đang điều tra vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch nghi bị lừa 170 tỷ đồng. Theo trình báo của bà Nguyễn Thị Giang Hương, bà bị một nhóm người yêu cầu mở tài khoản, sau đó huy động tiền từ người thân nạp vào tài khoản. Sau đó, bằng nhiều chiêu thức khác nhau, nhóm lừa đảo đã lấy tiền từ tài khoản của bà Giang Hương khoảng 170 tỷ đồng. Cũng liên quan đến vụ bà Giang Hương bị lừa đảo, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng cũng đã làm việc với tỉnh ủy Đồng Nai về vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch bị lừa đảo hơn 170 tỷ đồng. Đồng thời yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến cá nhân, đảng viên Nguyễn Thị Giang Hương thuộc diện cán bộ do Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai quản lý. Đến ngày 26 tháng 3, Thiếu tướng Tô Cao Lanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự C02 cho biết cơ quan điều tra của Bộ Công an đã nhận được thông tin. Ngay khi nhận được thông tin, đơn vị chức năng của Bộ Công an và địa phương tích cực điều tra khi có kết luận sẽ công bố, Thiếu tướng Tô Cao Lanh nói. Trong khi đó, lãnh đạo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05, thông tin hoạt động lừa đảo chiếm đoạt trên không gian mạng không phải mới nhưng ngày càng tinh vi. Theo lãnh đạo Cục A05, trước đây cơ quan chức năng tập trung phòng chống trên mạng xã hội, nhưng gần đây xuất hiện một số ứng dụng lừa đảo, Hiện A05 đang tập trung tuyên truyền cho người dân để nâng cao cảnh giác đối với loại tội phạm này. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành cáo trạng bổ sung vụ án khai thác trái phép quạng trên địa bàn tỉnh Lào Cai liên quan đến cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cùng gian thuộc cấp. Đáng chú ý, cơ quan tố tụng cáo buộc ông Nguyễn Văn Vịnh bút phê ký các văn bản trái pháp luật, từ đó tạo điều kiện cho hai công ty lợi dụng để khai thác và tiêu thụ quạng trái phép theo cáo trạng bị can nguyễn văn vịnh cựu bí thư tỉnh ủy lào cai trong thời gian giữ cương vị là phó chủ tịch chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai là người chịu trách nhiệm chính trực tiếp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh lào cai xong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao đã làm trái công vụ ông vịnh cùng nhóm bị can là cựu lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh sở ngành tỉnh lào cai đã ký các văn bản giấy chứng nhận đầu tư trái quy định của pháp luật để cấp 3,77 hecta đất tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai cho công ty Lilama xây dựng dự án khách sạn nhà hàng. Dù biết rõ diện tích này đã được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch mỏ quặng Apatit, Viện Kiểm sát cáo buộc ông Nguyễn Văn Vịnh không chỉ trực tiếp ký nhiều văn bản mà còn chỉ đạo bằng bút phê trong nhiều tài liệu có liên quan vi phạm các quy định của luật khoáng sản năm 2010. Viện Kiểm sát đánh giá, hành vi của Nguyễn Văn Vịnh đã tạo điều kiện cho công ty Lilama và công ty Apatit Việt Nam khai thác và tiêu thụ trái phép gần 1 triệu tấn quạng Apatit trong diện tích rộng 37.700 m2. Trong đó có hơn 22.674 m2 trồng lớn vào diện tích của khai trường 18, với tổng trị giá hơn 312 tỷ đồng. Tương tự, đối với bị can Doãn Văn Hưởng trên cương vị là phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Bị can Hưởng đã có những văn bản bút phê tạo điều kiện cho công ty Li Lama và công ty Apatit Việt Nam khai thác tiêu thụ trái phép khoáng sản. Theo viện kiểm sát, hành vi của cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng hai cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hương và Nguyễn Thanh Dương, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai Mai Đình Định đã phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 281 Bộ luật hình sự năm 1999.